Xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Mới ngủ dậy, nằm nướng trên giường khoảng 30 phút, đọc một vài bình luận của các bạn thì thấy rằng các bạn hỏi mình rất nhiều về cái chai serum và cái kem chống nắng. Thì đây là cái chai serum. Nhưng mà cái chai này là mẹ của mình mua tại Mỹ. Một hộp 30 chai chỉ có 145 đồng thôi, luôn tiền shipping và thuế vân vân, mua tại Mỹ. Hôm bữa mình nói với các bạn là 240 đồng, mình xin lỗi, không phải 240 đồng, là trong đó em dâu của mình còn mua nhiều thứ nữa, cho nên cái bill nó mới thành 240 đồng. Mình xin lỗi các bạn, đính chính lại là nói sai. Và đây, 30 chai 145 đồng. Nhưng mà các bạn cẩn thận, cái chai này mình thấy ở trên online rất là nhiều, và Việt Nam bán nhiều lắm luôn á. Bên Mỹ thì mình không có thấy nha. Mà sao Việt Nam bán rẻ quá thì mình không có biết nha các bạn. Đó, đây. Cái này của mẹ mình có chữ tiếng Mỹ, còn cái chai của mình xài y hệt luôn, không có chữ tiếng Mỹ nào hết. Cho nên là nhiều bạn hỏi mình thì mình nói là mình không có nhìn thấy một chữ tiếng Mỹ nào hết, cho nên mình không biết đọc. Nhưng mà đây là cái chai mẹ mình xài, da mẹ mình đẹp lắm, đẹp hơn da mình nhiều lắm. Mà mẹ mình xài rất nhiều loại dầu cá khác nhau. Thì cứ năm này qua năm kia mẹ mình xài lâu đời rồi, toàn là dầu cá không à, mà nhiều loại lắm. Nhưng mà cái loại này là hiện tại mẹ mình đang xài. Cái hiệu của nó mình có chụp hình lên cho các bạn về đó, Lancy ha. Đó, nhưng mà tại của mình nó không có chữ tiếng Mỹ nào. Người bạn mua tặng cho mình. Mình kêu mua giùm đó nhưng mà không bao giờ họ lấy tiền hết đó, cho nên lâu lâu mình cũng phải gửi quà tới tặng cho gia đình họ. Cho nên là cái chai của mình mà có chụp hình cho các bạn xem, các bạn cũng không biết được gì, cho nên là lấy chai của mẹ mình mua đi. Hai mẹ con xài y hệt nhau, nhưng mà mẹ mình mua tại Mỹ, còn mình mua bên Hàn Quốc nha. Ha. Rồi, có một số bạn nói với mình là chị ơi, khi mà chị ngủ dậy đó, chị để cái mặt chị mới ngủ dậy như vậy đó, chị làm video cho tụi em coi cái cách mà chị mới ngủ dậy chị rửa mặt như thế nào đi. Thì đây các bạn, trời ơi, mình còn đang buồn ngủ đó các bạn, cho nên video này chắc là xấu xí lắm đó các bạn. Nhưng mà thôi kệ đi. Đó, da của mình nữa các bạn, nó mịn ghê lắm. Mịn, thật là mịn luôn á, mịn như là da. Da ấy vậy đó, da em bé vậy đó. Nó không có đẹp được như là trong video các bạn coi đâu. Nó cũng sẽ bị những cái gân đỏ đỏ đó. Thì các bạn biết da mỏng mà ai cũng bị hết á, chứ không phải là một mình. Nhưng mà các bạn chỉ đánh sơ qua một lớp phấn tí xíu thôi là sẽ không có nhìn thấy. Chứ da mỏng là nó hay bị nổi cái gân đỏ đỏ, chứ gân xanh xanh lên đó các bạn. Thì qua video không có thấy được, tại nó nhỏ quá, nó ẩn ở trong da. Nhưng mà da mình mịn lắm, rất là mịn luôn á, là tại vì chắc xài mấy cái đó quá, mình nghĩ vậy. Da rất là mịn. Thì bây giờ bắt đầu nha, mình bắt đầu xài. Việc đầu tiên thì các bạn phải dùng cái băng đô ha, băng đô nào cũng được, loại nào cũng được, miễn sao cho tóc mình nó gọn gàng là được rồi. Trời ơi, trời, mới ngủ dậy xấu quá, không biết các bạn có xấu không, nhưng mình mới ngủ dậy mình xấu quá đi thiệt á. Đó, kệ nó đi, ai nhìn đâu mà lo, đúng không? Còn có chồng nhìn, chồng đời nào chồng dám chê, đúng không các bạn? Đừng có sợ nghe. Và đây, ngày hôm nay là ngày phải xài cái chai mà nó có cái chữ mà tẩy tế bào nha các bạn. Làm mặt ướt chút đi ha. Các bạn nhớ nha, ở trên mặt á, các bạn đừng có bao giờ kéo xuống chà lên, đừng, cái gì cũng vậy, muốn sờ sờ mà cứ dỗ dỗ nhẹ nhẹ nha các bạn, đừng có chà, đừng có đè cái da xuống nè. Này là tẩy tế bào chết nha, nó có cát ướt. Xoa thật nhẹ cho các bạn. Thì các bạn cứ xoa, các bạn cứ xoay xoay như vậy nè, thì chiều nào cũng được nha các bạn.
miễn sao các bạn cứ đẩy lên cho mình là được rồi. Chỗ này nè là cái chỗ mà nó nổi mụn cám nhiều nhất đó các bạn. Các bạn có biết tại sao không? Là tại vì mình ăn uống cái gì nó cũng dính ở đây nè, nhưng mà mình đâu có nhìn thấy, mình đâu có để ý đâu các bạn. Cho nên là bụi cát nó vướng, bụi cát nó sẽ vướng vào những cái chỗ này nhiều nhất mà mình không có biết đâu. Cho nên chà nó nhiều nhiều chỗ này giùm cho mình, để cho nó mỏng mỏng được. Mỗi ngày lần hai lần thì mình nghĩ nó cũng mỏng đó các bạn. Nhìn thấy và có cảm nhận được cái chỗ nào nó dày dày thì chà nó nhiều nhiều một chút, là tại vì nó có cát đó các bạn. Thì cứ chà đi, nhẹ nha, chà làm sao cũng được hết á, nhưng mà nhẹ nha. Bây giờ thì mặt đã khô rồi, đầu tiên rửa mặt, sau đó xài toner. Bước thứ ba xài kem dưỡng ẩm. Thì các bạn xài loại dưỡng ẩm nào cũng được nha các bạn, tại vì cái này là bạn mình mua tặng mình thì mình xài, chứ loại dưỡng ẩm thì các bạn xài loại nào cũng được ha. Ban ngày đó các bạn, cho nên là cần phải xài, nhưng mà mình nghĩ ngày đêm thì cũng vậy các bạn ơi. Mình á, bây giờ không còn đi làm nữa các bạn, với lại không có đi đâu á, cho nên là mình không có xài mỹ phẩm đâu. Mình chỉ đánh một chút má hồng để khi mà lên trên video cho các bạn xem vậy thôi à, chứ mình không có xài đâu. Mình xài ban đêm không à, tại bây giờ muốn làm cho các bạn xem. Cái loại giữ ẩm này các bạn nó hơi rít. Đó, khi các bạn giữ ẩm cái mặt xong, kem thơm quá, thơm lắm. Hộp này bữa bạn tặng đó, mình có khoe với các bạn đó. Bây giờ mình đã sức giữ ẩm xong rồi, thì bây giờ mình sẽ xài phấn các bạn nha. Đây là cái chai mà các bạn nên mua xài, tuyệt vời. Ok, nhiêu đây thôi nha. Một cái chai này đó các bạn có thể xài nửa năm, nếu mà ngày nào các bạn cũng xài giống như con mình đó, lúc nào cũng bỏ trong bóp, trong giỏ mình nữa các bạn, để ngoài xe nó nóng quá nó chảy. Thì đi đâu mà vội vàng đó các bạn, cái ngồi trên xe đánh lên cũng được. Cái này là nó vừa chống nắng và nó vừa là phấn đó các bạn. Xong rồi, rửa mặt, toner, dưỡng ẩm, kem chống nắng, coi như xong. Bóng bóng mình không có thích, thì nếu mà mình không thích thì mình nên xài phấn. Nó có cái loại phấn của nó luôn đó các bạn, nhưng mà thôi mình làm biếng quá à. Mình xài cái này đi cho nó hết luôn, đã xài nào cho nó hết cái đó đi đỡ rồi tính. Không cần nhiều nha các bạn, ít thôi à, là tại vì mình thấy nó bị ướt đó, cho nên là mình mới đánh cái phấn này lên thôi. Chứ bình thường mà mình không có xài cái hũ này á thì nó cũng không có ướt cái mặt như vậy đâu. Các bạn xài từ từ, các bạn có kinh nghiệm cái loại nào các bạn thích, chứ cũng không ai giống ai đâu. Ví dụ da khô thì các bạn xài cái hộp này là chính xác luôn á. Nếu các bạn là da khô thì các bạn xài là đúng lắm luôn á. Đó, nè,
Các bạn thấy không? Chỉ cần một tí xíu phấn thôi nha, đánh nhiều quá nó bệt vô cái mặt mình ghê lắm. Chỉ cần một tí xíu phấn thôi là các bạn thấy nó khô, nó hết bóng rồi đúng không ạ? Nè, hết rồi. Xíu xịu thôi nha, xíu thôi. Cứ làm gì cũng được, mình cứ làm theo mình thấy thích là được rồi, chứ không phải như là nhiều người phải kỹ càng, phải này phải nọ đâu. Nè, đó, mình cứ làm cho các bạn coi, các bạn cứ làm bình thường thôi, đừng ngại gì hết trơn đó. Nhiều người là bắt các bạn phải làm theo cái này cái nọ cái kia, mình không nghĩ là vậy đâu. Một chút xíu cái này cho nó đẹp đẹp, nó bong bóng đẹp đẹp chút thôi, chút thôi. Nhớ nha các bạn, cái gì cũng chút thôi, tại vì các bạn đi làm mà. Khi nào trang điểm chụp ảnh thì lúc đó mới cần phải làm. Mình trang điểm chụp ảnh thì đẹp lắm đó các bạn, tại vì mình vẽ đậm lắm, với lại mặt mình nó có sẵn cái nét đó. Mua cái bí chì này 1 đồng 99 thôi, tiệm Mỹ nào cũng có bán. Chuốt nhọn quá, bây giờ nó đâm đau mắt quá. Mình ở nhà bình thường cho nên mình xài viết chì, còn nếu mà mình đi đâu đó các bạn thì mình xài bằng cái cây mắt nước đó. Lông mày mình là không có cần đâu các bạn, đậm rồi. Nhưng mà tại vì cái kem cái phấn nó dính đó, cho nên là mình làm sơ sơ qua một chút. Đó, đơn giản, nhanh, gọn lẹ. Hãy dùng cái này tạo cái sống mũi cho nó đẹp một chút, đừng có nhiều quá, xíu thôi, xong. Đây là cái hộp màu mắt của mình bị bể te tua rồi, nhưng mà tại nó đẹp mình thích lấy vô cái màu đậm á các bạn. Màu này mình xài nhiều nhất nè, gần hết rồi. Các bạn vẽ hai cái sống mũi giả chút, tô hai cái bên này một chút. Để khi vô hình nó sẽ đẹp hơn. Mũi các bạn có thấp quá cũng không sao, cũng đẹp, cũng sẽ nhìn thấy đẹp. Khi các bạn tô lên xong rồi, các bạn lấy cái tay các bạn quẹt bớt đi ha. Quẹt cái chiều nó xuôi xuôi xuống cái cánh nè, để cho nó ẩn được cái đó lên, là các bạn thấy cái mũi đẹp rồi đó đúng không? Nhanh gọn lẹ lắm. Đừng có quan trọng nó quá, các bạn sẽ không làm được. Cứ bình thường thôi. Và bây giờ thì một chút xíu màu mắt. Con mắt của mình rất là bự, cho nên là mình tô hết vô cái màu mắt mà mình tô nó rất nhanh, rất lẹ. Mình không có phải vẽ mắt gì nhiều như người ta hết á, mình làm đơn giản thôi à. Đi làm thì các bạn nên làm như vậy. Còn khi nào mà trang điểm để chụp ảnh hoặc đi tiệc thì các bạn cần làm khác một chút. Đó, có nhiều người hỏi mình, và có nhiều người nói một cách mỉa mai, và cũng có người hỏi mình là chị ơi chị cắt mắt ở đâu mà đẹp quá. Còn những các bạn mà mỉa mai thì sẽ nói rằng là trời ơi cái bà này bà sửa nhiều quá. Thì bây giờ mình cũng nói thật cho các bạn trong cái video này luôn, mắt của mình không có cắt. Ok, mắt của mình to tròn từ hồi nhỏ. Mình có đăng tấm hình mình 6 tuổi đó, các bạn nhìn cặp mắt của mình sao thì bây giờ cũng như vậy đó. To tròn, mắt hai mí rất sâu nét, không hề cắt mắt. Tới giờ phút này mắt của mình không hề cắt mắt mà mắt đẹp như vậy đó các bạn. Đẹp cho nên khoe nha.
cặp mắt của mình rất đẹp các bạn, nhưng mà bây giờ lớn tuổi rồi, da chảy xệ rồi, cho nên là cái đuôi mắt nó bị nhăn, cho nên mỗi khi mình vẽ đó mình mới phải nó ăn gian. Thì có nhiều video khi mình cười đó thì các bạn vẫn thấy, các bạn vẫn thấy là nó bị nhăn đó. Đuôi mắt nhăn, nhưng mà kệ nó, trang điểm nó cũng che đi rồi các bạn ơi. Chứ mắt của mình là không hề cắt nha, mắt đẹp đó, không bao giờ cắt mắt. Chân mày á, thì xăm cách đây lâu đời rồi. Mẹ mình ở bên Mỹ về, mẹ trước khi mẹ mình đưa mình đi qua Mỹ là mẹ mình bắt mình là phải xăm mắt, xăm môi và xăm cái mí mắt. Mình xăm lông mày lúc đó là 20 tuổi, xăm mí mắt trên, mí mắt dưới và xăm môi. Nhưng mà chỉ có cái lông mày là bây giờ thì nó còn lực nhất à. Mình không hề xăm lại nha các bạn, không hề xăm lại từ mấy chục năm nay luôn. Nhưng mà cái mắt nè thì mình vẫn thấy nó còn cái đen đen đó, vẫn còn đó. Nhưng mà môi thì nó không ăn từ ngay lúc đó các bạn. Môi của mình xăm nó không có ăn, chỉ có chừng vài tháng là nó mất à. Nó bình thường lại, nó không có hồng, nó không có đỏ gì hết trơn đó. Chỉ có lông mày thì cũng còn được, nhưng mà bây giờ coi như hết rồi các bạn. Bây giờ là lông mày thật á, mày thật á. Còn cái mắt thì nó vẫn còn nè, mắt vẫn còn hơi đen đen một chút, nhưng mà khi đánh phấn lên cũng phải vẽ à, nó lợt à. Nhưng mà vẫn còn cái nét, nhưng mà nó lợt đó. Thành ra là trên khuôn mặt của mình mũi là sữa. Các bạn có biết mình sửa mũi bao nhiêu lần rồi không? 7 lần cho cái mũi này rồi. Và bây giờ nếu có cơ hội về Việt Nam một lần nữa thì người nhà mình sửa cho mình. 6 lần trước là bác sĩ sửa. Sửa bên Mỹ cũng có, sửa Việt Nam cũng có. Từ ngày mình đặt chân qua tới Mỹ 23 năm nay, coi như cái mũi này sửa 7 lần. 5 lần sửa tại Mỹ, lần đầu tiên sửa tại Việt Nam, 5 lần sửa tại Mỹ, và lần cuối cùng sau này sửa tại Việt Nam là người nhà mình, là người sau cùng là sửa cái mũi này cho mình. Thì khi mình qua tới Mỹ, bữa đó mình bị nguyên một cái xe giặt mền, giặt đồ đó, giặt những cái mền lớn, những cái tấm da lớn, những cái mền lớn là phải mang ra ngoài tiệm giặt. Thì mình bị hụt cái chân, thì cái xe mà mình đẩy đồ ra nó đã đập vô trong cái sống mũi của mình. Bây giờ các bạn thấy nó bị gãy ngay đây nè, các bạn nhìn kỹ các bạn sẽ thấy nó gãy ngay đây. Khi nó đập vô một cái, các bạn biết không, máu nó phun ra như là một cái vòi nước luôn. Rồi mình xỉu luôn. Rồi người ta thấy, người ta mới bế mình vô trong nằm và gọi ambulance tới. Nhưng mà cũng may là không bị gì các bạn, không bị infection, không bị gì hết. Là tại vì cái sống mũi cuối cùng thứ 7 này là mình cắt cái sụn ở sau cái lỗ tai, người nhà của mình, bác sĩ. Các bạn nào có muốn gặp được cái bác sĩ đó thì cho mình biết, và mình sẽ giới thiệu người bác sĩ của gia đình mình cho các bạn. Làm rất tận tâm, yêu nghề, tiền. Vấn đề mà nói về cái người bác sĩ này thì mình nói sâu nữa đi. Nhưng mà là như vậy. Thì theo mình nghĩ, có thể là tại vì bằng cái sụn thật của mình cho nên nó có cái độ co giãn dàn đàn hồi. Chứ nếu mà nó là một cái sụn nhân tạo thì mình nghĩ là chắc tiêu rồi. Mình nghĩ vậy thôi nha. Đó, khi mà máu nó phun ra mà mình bịt lại được như vậy đó các bạn, là mình còn biết được và sau đó mới xỉu. Thì đưa vô bệnh viện thì người ta cũng nắng, người ta coi lại cho mình thì ok, thì tới được. Tới bây giờ là mấy năm rồi đó các bạn. Đó, nhưng mà nó có bị một cái ngấn ngay đây, cái ngấn gãy ngang á, thành ra là mình đánh phấn mình hay phải che nó lại đó. Nhưng mà khi mà không có trang điểm các bạn vẫn thấy đó, là về cái mũi. Còn trên khuôn mặt của mình là như vậy. À! Đánh phấn nó cái nó dính ra, nó rất khó chịu quá. Rồi, xong mấy cái đồ này đó các bạn, rẻ tiền lắm. Bây giờ hết đi làm rồi,
Xài cái nào mà rẻ tiền mà đẹp thì cứ xài. Còn ngày xưa đi làm thì cũng cần phải xài đồ đắt tiền, brand name. Chẳng hạn Chanel, mình xài má hồng, xài phấn, xài son là của Chanel. Những loại kem dưỡng, ẩm, dưỡng này nọ thì mình xài của Estée Lauder. Đó là hai cái hiệu mình xài. Shiseido mình xài không được. Lancôme mình cũng không xài được. Dior thì mình xài son, yes. Bây giờ hết tiền, để tiền làm gì khác, để tiền đi du lịch. Cho nên là xài đồ rẻ tiền thôi, vài đồng bạc một cái đủ rồi. Má hồng này khoảng 7-8 đồng, 10 đồng ấy các bạn, chờ nó on sale ở trong Walgreens, CVS, nó rẻ lắm. Kêu người nhà mua gửi về cho mình xài. Đẹp không? Đẹp rồi đúng không? Nè, khi mình cười các bạn thấy đôi mắt nó nhăn không? Đó, nhăn. Da chảy xệ rồi, nè, chảy dữ lắm á. Nè, nhăn nè đó. Nhưng mà không sao. Lên video thì kệ nó đi, nó nhăn cho nó nhăn. Nhưng mà nếu mà chụp ra hình, xóa cái vết nhăn đi. Coi như xong rồi. Bây giờ đánh son. Cái son này là cái son mình thích nhất các bạn. Nhưng mà nó tàn tạ nhất luôn. Các bạn biết không, mình đi Las Vegas, cái này là mình mua bên Las Vegas luôn. Cái son đẹp lắm nè. Đó, xong rồi cái mình bỏ ở trong xe. Mà trời nóng 108 độ, tới khi mà mình về tới nhà đó, mình mở ra trời ơi, cái son nó chảy ra thành nước luôn các bạn. Thế là mình phải đậy nó vô trở lại và đút vô tủ lạnh. Cái giờ cái nó theo cái khuôn ở đây đó, trời ơi, nó tùm lum, nó thấy ghê lắm. Nhưng mà mình cũng xài, là tại vì bỏ thì uổng, mới mua mà có 25 đồng thôi, nhưng mà đẹp các bạn, mình thích lắm. Thì cái xài hết rồi ra mua nữa. Nhanh gọn lẹ các bạn, khỏi phải cầm viết chì vẽ cái vành môi. Khi nào mà chụp hình á thì mình mới trang điểm kỹ, còn bình thường thì cứ quẹt quẹt đại vậy đi. Xong rồi, vậy thôi đó. Mình thấy đó, có nhiều bạn đó, cách đây lâu đời rồi, mình có đi vô trong CVS, nhưng mà là tại vì mình đi mua thuốc thôi. Thì mình có quay những cái hàng mỹ phẩm về những cái này nè, mà là đàn ông nha các bạn. Thì mình đăng lên Facebook, lúc đó mình chưa có biết làm YouTube, mình có chụp hình và mình quay một chút xíu video mình đăng. Thì cái cậu đó đó mới nói với mình là trời ơi, người đẹp gì mà xài đồ rẻ tiền quá vậy. Cho nên là mình cười. Mình viết qua cái chữ hi hi hi, mình cười thôi, là tại vì mình nghĩ cậu đó là đàn ông, cậu đó cũng đâu có biết cái gì đâu mà mình phải nói chi cho mất công. Nhưng mà cái thời đó là cái thời mình xài Chanel và Estée Lauder, chứ không phải là đồ rẻ tiền như vậy. Nhưng mà bây giờ, hiện tại bây giờ mình xài đồ rẻ tiền, nhưng các bạn thấy không, rất đẹp nè, đúng không? Đẹp. Đẹp, rẻ tiền là của phái nữ. Cái nào đáng xài đắt tiền thì chúng ta xài, cái nào mà không có đáng xài đắt tiền thì cũng không nên các bạn. Ai muốn nói gì kệ họ các bạn ơi, miễn các bạn thích là ok ha. Đó, coi như là bây giờ xong rồi đó các bạn. Hôm nay là mình xài cái loại kem mới này ban ngày, cho nên là mình không biết nó như thế nào, để lát nữa rồi mình coi tình hình mình cho các bạn biết. Chứ bây giờ thì thấy cũng ok đó, thấy cũng ok, nhưng mà để chờ lát nữa đi, để coi coi nó có như thế nào không hả. Các bạn nhớ nè, đây là cái một chút xíu mánh khóe cho phụ nữ mình. Nhớ là phụ nữ lúc nào cũng phải đeo đôi bông tai các bạn nhé, vì cái đôi bông tai nó rất là quan trọng cho cái khuôn mặt của các bạn. Nhớ lúc nào cũng phải đeo bông tai. Tối ngủ tháo ra chứ nằm nó sẽ đâm vô
các bạn đó. Đó. Xong. Vậy đó. Và đây. Đây là cái kẹp tóc của mình. Nhưng mà kẹp nhiều quá tóc nó sẽ bị cháy. Cho nên là khi mà mình cột lên, mình tắm xong đó các bạn, cái mình sấy khô rồi mình cột lên thôi à, mình ít xài, trừ khi đi đâu thì xài cái đồ kẹp tóc này. Kẹp thích lắm các bạn, thẳng lắm, đã lắm này. Đó, kẹp nhiều quá gãy á, tại vì mình nhuộm mình tẩy nhiều quá. Tóc của mình là xấu nhất ở trong nhà của mình, thứ nhất ít, thứ hai mỏng. À, trong khi nhà mình tóc ai cũng dày cả bó như vậy nè, mà không có ai nhuộm nhiều trừ con gái. Ô, trừ con gái lớn thôi, ai tóc cũng đẹp hết, con mình là tóc xấu nhất. Nhưng mà mình nói thật với các bạn luôn nè, năm nay tính tuổi ta mình 54 tuổi, tính tuổi Tây mình 53 tuổi, trên đầu mình chưa có một sợi tóc bạc các bạn, chưa hề có. Lâu lâu có một vài cọng tóc mà nó quăng queo lại, nó màu trắng, người ta kêu là tóc sâu. Lâu lâu trên đầu có một cọng, có, nhưng mà tóc bạc chưa có, tới giờ phút này vẫn chưa hề có tóc bạc nha các bạn. Và tới tuổi này thì mình cũng nói thẳng cho chị em phụ nữ mình biết luôn, về kinh nguyệt của mình vẫn còn đều như là ngày xưa tới giờ. Thời con gái tới giờ như thế nào thì bây giờ y như vậy các bạn. Nó chỉ có ngày xưa thì thí dụ như một tuần là hết sạch sẽ một tuần, nhưng mà hiện tại bây giờ thì 5 ngày là sạch sẽ luôn, còn nó vẫn đều như vậy luôn. Nó nói bác sĩ còn ngạc nhiên là không biết lý do tại sao. Thì chắc có thể là do cái chế độ ăn uống của mình không ăn cơm, mình không bị tiểu đường, mình chỉ ăn rau với trái cây, có thể thôi chứ cũng không biết. Nhưng mà anh trai của mình ở Việt Nam năm nay là ảnh hơn mình 2 tuổi, tức là ảnh 56 tuổi, ảnh cũng chưa từng có một sợi tóc bạc, là anh trai của mình đó, chưa hề có một sợi tóc bạc luôn. Trong khi chị của mình 45 tuổi tóc bạc đầy đầu, thì cái đó lý do không biết. Đó là như vậy, đó là những gì mình chia sẻ được với các bạn. Cái đẹp nhất của mình là cặp mắt không có cắt cho tới giờ phút này, 54 tuổi Việt Nam, mắt không cắt nha các bạn, không cắt, rất đẹp. Nhưng mà mũi thì sửa 7 lần. Và tóc trên đầu chưa hề có tóc bạc, chưa hề có tóc bạc. Và đây một điều mọi người thắc mắc nhiều nhất nhất nhất, để mình nhóm gót lên. Và ai cũng hỏi là ngực của mình, ok, ngực của mình sửa ở đâu, đẹp quá thế này thế kia. Mình cũng nói thẳng cho các bạn luôn là ngực của mình là ngực thiệt, chưa từng bao giờ sửa ngực, ok, chưa từng bao giờ sửa ngực. Ngày xưa rất là nhiều người cá với mình về cặp ngực của mình đó các bạn. Nhưng mà cá, nhưng mà mình phải có điều kiện, mà cái điều kiện của mình nó rất là giá trị, là bạc ngàn chứ không phải là bạc trăm nha các bạn. Và mình sẽ dùng số tiền đó làm những việc gì đó, thì mình sẽ làm một cái video cho các bạn xem. Đã ba người phụ nữ được được cái số tiền từ ở mình đó các bạn, là ba người bạn rất thân luôn, thì mình mới làm điều đó về cái cặp ngực của mình, ok. Đó, và mình nói thẳng cho các bạn luôn, ngực thật không hề sửa, bị sệ 2 con rồi, không hề sửa. Mình xin tạm dừng video ở đây và thân chúc tất cả các cô bác, các anh chị, các bạn và các em một ngày rất vui vẻ, thú vị cùng với mình các bạn nhé. Hôm nay yêu đời quá à. Bye bye.